hạt giống gì cả. Nhưng mà vì bây giờ lớn rồi, chúng tôi sẽ còn có những cái vùng xa hơn, ngay cả cái hội thánh của chúng tôi cũng đã chuẩn bị để chuyển giao lại cho những anh em mà tôi đã gây dựng 5 năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp một cái bước dài hơn. Ngay cả những cái hội thánh của tôi á, hội thánh chính á, là một tháng tôi cũng chỉ ở nhà có được một tuần thôi. Cho nên không có gì thấy bất thường. Đối với tụi tôi là chuyện này là thường. Thường thì 4 năm là tôi sẽ giao lại cái quyền lãnh đạo cho một cái thế hệ, là tôi đi ra ngoài tôi mở một cái hội thánh mới hay một cái mục vụ gì đó mới. Nhưng mà lần này tới 5 năm rồi. Lần này là tới 5 năm rồi, hơi lố rồi. Bởi vì chuyện đó là chuyện tự nhiên thôi. Anh chị em phải lớn lên, anh chị em phải bước vào công việc thì mới có thể thấu hiểu được, anh chị em mới có thể là biết trời cao đất rộng. Chứ nếu mà không có ha, là tự nhiên mình thấy mình tài năng dày mà không ai cho mình làm cái gì hết trơn rồi. Một bữa nào đó anh Lực anh đi, anh không ở nhà chẳng hạn, là tự nhiên hỏi cái sao system này mình cũng thấy có vấn đề. Ngày mai ngày 14 tháng 5 là cái ngày mẫu thân hay là Mother Day, cái ngày mà người ta dành để tri ân cha mẹ, đúng không? Tri ân những người mẹ, chính xác là như vậy. Tuy đây không phải là giáo lễ, tức là không phải là những cái lễ trong hội thánh anh xem, nhưng mà con dân Chúa khắp nơi vẫn sử dụng cái cơ hội này để bày tỏ cái lòng biết ơn đối với những người mẹ trong gia đình. Có nơi thì bây giờ người ta ở Việt Nam mình á, người ta gộp lại cái ngày Father Day với cái Mother Day thành cái ngày là Parent Day, tức là cái ngày phụ mẫu. Nhưng mà dù gộp chung hay là để riêng thì cái việc mà tỏ lòng biết ơn đối với các bà mẹ hay là với các đấng bậc sinh thành đó, tức là cha mẹ nói chung đó, nó luôn luôn đòi hỏi phải có sự chân thành anh chị em, phải có cái sự thiết thực. Vì tôi và anh chị em là con của đấng Amen mà, nên đừng có giả tạo, đừng có sáo rỗng nha anh chị em. Một cái cuộc gọi điện thoại trò chuyện với cha mẹ thì sẽ là tốt hơn rất là nhiều là post hình lên trên mạng rồi bù lô là mẹ yêu, cha yêu trên mạng đó. Amen. Nếu mẹ của anh chị em mà ở gần á, hoặc ở cùng nhà thì sao không nói trực tiếp đi? Sao không nói trực tiếp với bà ấy là mầm, con yêu mẹ hay I love you, hay là con cảm ơn cha mẹ ABCD gì đó. Chứ lên mạng gào thét thì nó làm gì? Cho mình biết, cho mẹ mình biết là hay là cho ai biết vậy? Mà có mấy bà mẹ mà chơi file, chơi Zalo đâu, đúng không? Cho nên không, đây không phải bài giảng. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn trẻ trẻ là bớt giả tạo đi. Mình là con dân Chúa, mình là đầy tớ Chúa rồi, bớt ảo đi. Còn trong cái tinh thần mà của Mother Day thì tối hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau cái câu chuyện của một người nữ được ký thuật lại trong cùng cả ba sách Phúc Âm là Matthew, Mark và Luca. Câu chuyện Mary sức giàu cho Đức Chúa Giêsu. Cái phần Kinh Thánh mà tôi sử dụng tối hôm nay là trong Mát chương 14 từ câu 3 cho đến câu 9. Đây là một cái câu chuyện đáng được suy gẫm về cái sự thờ phượng Chúa, đặc biệt là trong cái thời buổi mà người ta chuộng hình thức, đặc biệt là trong cái thời buổi mà người ta làm màu nặng nề về trình diễn như ngày hôm nay. Mát chương 14 từ câu 3 đến câu 9, tôi đọc và anh chị em có thể theo dõi ở trên màn hình. Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany, trong nhà của Simon là người phong hủi. Khi Ngài đang ngồi tại bàn ăn thì có một phụ nữ vào mang theo một bình bằng ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất rất đắt tiền. Bà ấy đập bể bình và đổ dầu thơm lên đầu Ngài. Có vài người tức giận nói với nhau. Vài người đây là ở trong sách Matthew cho chúng ta biết là môn đồ đó anh xem. Mà cái người mà đại diện ra nói đây là anh em biết là đây là Judas Iscariot. Có vài người tức giận nói với nhau, sao lại phung phí dầu thơm như vậy, vì dầu này có thể bán được hơn 300 denier để cho người nghèo. Họ nặng lời với bà. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán, hãy để mặc người. Tại sao các con gây phiền hà cho người ấy? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các con luôn có người nghèo bên mình, muốn làm phước cho họ lúc nào cũng được. Nhưng không phải lúc nào cũng có ta đâu. Người đã làm điều mình có thể làm, đã xích xác ta để chuẩn bị cho việc chôn cất. Thật ta bảo các con, trên khắp thế giới này, bất cứ nơi nào tin lành được rao giảng, việc người phụ nữ này làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người.
Có hai điều trong cái câu chuyện này, hay là hai, có hai điều trong cái phần kinh thánh này mà nó dạy cho tôi và anh chị em cái cách thờ phượng Chúa đích thực. Tức là thờ phượng mà thờ phượng thật á. Không cứ là mình tới nhà thờ, mình tới hội thánh là mình đã là thờ phượng thật đâu nghe anh chị em. Nhiều khi mình có mặt đầy đủ á, nhưng mà mình không có thờ phượng. Cái điều đầu tiên mà chúng ta học ở đây đó là bất kể lúc nào cũng có thể là cơ hội cuối cùng để thờ phượng Chúa hay là để phục vụ Chúa đối với mỗi một chúng ta. Bất kể lúc nào cũng có thể là cái cơ hội cuối cùng đối với chúng ta để thờ phượng Chúa hay là để phục vụ Chúa. Cái câu chuyện này cho mình thấy cái cảnh sức giàu. Sức giàu là một cái hành động thường thấy mà người ta thường dành cho khách quý của gia đình người Do Thái anh chị em. Cái nghi thức này nó bao gồm là rửa chân nè, rồi hôn nè, rồi sức giàu trên đầu theo như Luca chương 7 từ câu 44 đến câu 46 cho chúng ta biết. Nhưng mà nếu đây cái chuyện sức giàu là thông thường thì tại sao các môn đồ lại giận dữ với Mary? Chúa Giêsu đã ghé thăm nhà Mary không ít lần để giảng dạy anh chị em. Ví dụ trong Luca chương 10 câu 38-42 là rồi Chúa ghé để giảng dạy, rồi qua chương 11 đó Chúa ghé để chữa bệnh cho cái ông anh của cô ấy là Lazarus, tức là Chúa cái ghé mà khiến nhà Lazarus sống lại. Vì Chúa là thường xuyên ghé nhà Mary. Như vậy thì cái việc sức giàu lúc nào chẳng được. Thế nhưng mà Chúa Giêsu bảo gì? Đây là cái điều mà cô ấy có thể làm được. Như vậy thì cái vấn đề nó không nằm ở cái chỗ cái nghi thức đâu, mà là ở giá trị của lễ vật. Anh chị em nhớ cái sứ điệp lần trước tôi chia sẻ ở đây về cái sự rửa chân không? Nó không có nằm ở cái nghi thức rửa chân đâu, mà nó nằm ở cái thái độ, cái động cơ thật á. Nhiều khi mình giữ cái hình thức nhưng mà cái nó không có thực chất. Nhiều khi mình cũng lên mình tóc thót là Happy Mother Day, nhưng mà mình chả có happy gì. Mình chúc cho mẹ là ngày mẫu thân gì đó gì đó. Nhưng mà thật ra mình không có chúc. Tôi hay nói vậy. Ta nói thời buổi này nha, cái chuyện mà mấy cái thiệp mà chúc mừng á, ở trên mạng nó có sẵn rồi, miễn phí mà. Muốn chọn là chọn ha. Vậy mà đã vậy mà nhiều đứa nó còn ác vậy nè. Nó chọn cái gì cái nó vô nó tát tên hết. Còn thậm chí có đứa không thèm tát tên người ta đâu, mà để phong lao vậy đó, lấy nó phong lao vậy ha. À, kính chúc các bà mẹ tràn đầy ơn phước trong ngày hiền mão. Tôi nói ủa chúc vậy rồi ai lên mà rước cái đó ta. Nó đã ảo rồi, nó đã miễn phí rồi. Nếu mà mình thật tình có lòng với ai đó thì sao? Mình nhắn tin riêng cho người ta. Còn cũng còn có cái chút tình. Ví dụ như gửi cho má hai duyên. Chứ lên quánh nè. Má hai, má mây, má bảy, má chín, không, má mười, bà nội hai, bà nội chín. Cái vấn đề không phải là gửi cái thiệp, mà vấn đề là cái lòng hay cái tình mình có đó. Cái vấn đề không phải tôi và anh chị em còn đi nhóm nha. Vấn đề không phải tôi và anh em còn dâng lễ đều đặn hàng tuần nha, mà là cái thái độ của tôi và anh em đối với Chúa. Nhiều khi mình đi tới nhưng mà cái chất lượng thời gian mình dành cho Chúa không có. Mình cũng đi ngồi từ đầu lễ đến cuối lễ, nhưng mà cái lúc mà thân xác ngồi đây chứ mà hồn ở phương nào. Thân xác ngồi đây mà không biết tối nay Việt Nam thắng hay Indo thắng nè. Đó chính là cái nguyên do mà một số người, chính xác là một số môn đồ, trong đó có Judas, nổi giận với Mary và quán trách cô vì cái hành động dâng cái của lễ quá khủng. Cái điều mà Mary có thể làm được là gì anh chị em? Phải chăng là đó là cái khả năng mà của dân hiến một cái của lễ, một cái lễ vật nó quý giá đến như vậy? Nếu tính theo cái thời giá đó thì cái bình cam tòng này, nó tức là cái bình dầu thơm đó, nó khoảng nửa lít, nó có giá tiền bằng tiền công lao động theo cái miệng ông Judas ông nói đó là 300 denier, tức là tầm 10 tháng lương, bởi vì một tiền ngày công là một denier đó. 10 tháng ở mình á, 10 tháng lương ở mình thì tầm 70-80 triệu, còn ở Mỹ đó cả tầm 40.000 đô. 40.000 là mua được chiếc xe hơi tốt rồi bé đó. Anh chị em hãy tưởng tượng điều này nhá. Mình nghe nói bình dầu cam tầm thì mình thấy cũng chắc quý thôi, chứ mình không tưởng tượng này. Kinh thánh này không cho chúng ta biết là bằng cách nào Mary có được cái loại dầu cam tùng đắt tiền đó, không ai biết, mà tôi và anh em cũng không có cần thiết phải suy đoán chuyện đó.
Nhưng mà cái điều mà không thể phủ nhận là cái món quà mà của dân cho Chúa đó vô cùng là khủng. Và trong mắt các môn đệ là quá hấp tấp, quá bốc đồng. Tại sao lại lãng phí dầu thơm bằng cái cách mà đổ lên người Chúa như vậy? Dâng cho Chúa thì được rồi, nhưng mà thì để Chúa muốn dùng gì Chúa dùng đi. Tự nhiên đổ cái ào vậy đó. Mà trong phúc âm dâng là nói là Chúa lấy rồi cổ lấy cổ đổ lên chân Chúa rồi cổ lau vậy thôi à. 80 triệu. 80 triệu thì đúng rồi, giờ quý, nhưng mà phải dân làm cái gì để Chúa làm cái gì chứ? Đổ cái ào đi chân giờ cái lấy tóc lâu xẹt xẹt thôi. Anh chị em có đầu có khi nào suy nghĩ là tại sao một số người thì tiếc, thì chì chiết khi thấy cái hành động của Mary, dù cái bình dầu quý là không phải của họ, trong khi Mary á cái của cổ á là cổ không thấy tiếc. Theo anh chị em là có phải là vì Mary yêu quá yêu quý Chúa Giêsu nên mê muội, hay là vì cô là cô thật sự nhìn thấy rằng là Chúa Giêsu người Nazareth là đáng được tôn trọng như thế? Kinh Thánh không cho tôi và anh em biết điều này. Xong có một điều mà chúng ta biết được qua lời của Chúa Giêsu thì đó là Mary đã làm được cái điều mà mình có thể làm. Cái điều mà Mary có thể hay là có khả năng làm là gì anh chị em? Là dâng cái bình dầu quý để xức cái trên đầu Chúa, không phải là dâng cái bình dầu quý để Chúa sử dụng theo nhu cầu của Chúa, mà cụ thể là đổ ra nửa lít dầu thơm ở trên đầu của Chúa. Mà trong dân chương 12 câu 3 nói gì? Mary đổ lên chân Chúa rồi lấy tóc mình lau chân. Dân 12 câu 3 nói gì? Mary lấy một căn dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình lau chân Ngài. Mùi thơm, mùi dầu thơm tỏa khắp nhà. Đổ nửa lít dầu thơm trên đầu. Thơm thì có thơm đúng không? 70-80 triệu cơ mà. Có ai trong anh chị em xài dầu thơm mà cái loại 70-80 triệu một khẩu lớn không? Chắc không có đâu ha. Dù có nước hoa pháp gì đi nữa thì cũng không có cái cỡ đó đâu. Nhưng mà khi hôm qua cái soạn cái bài này, tôi chuẩn bị tôi sợ trên mà cái lọ dầu thơm mà đắt nhất anh chị em biết không? $1,000,000. Tôi không biết nó đắt gì. Người ta nói là nó đắt là cái bình chứ không phải là cái nước. Dân 12 câu 3 nói là mùi dầu thơm tỏa khắp nhà. Thơm thì có thơm thiệt. Xong mà nếu chỉ có vậy thôi thì đúng là quá phí phạm. Tức là trong cái nhìn tự nhiên của mình sẽ thấy gì? Phí thiệt chứ. Chính cái chỗ mà có vẻ như là phung phí này thì chỉ có Mary mới làm được mà thôi. Cho nên thật ra đó anh chị em, nếu mà mình xem kỹ cái lời Chúa Giêsu đã nói đó thì mình sẽ thấy gì? Cái việc dâng hiến này là nằm trong cái khả năng của Mary. Tức là cái điều mà cô có thể làm được. Đây là cái việc mà cô có thể làm được, chứ không phải là cái việc mà quá sức loài người đối với cô ấy đâu. Cái điều khác biệt duy nhất giữa Mary và những người khác có mặt hôm đó là gì? Tức là cái sứ đồ đó. Đó là Mary đã làm cái điều mà mình có thể làm được. Còn những người khác, Giuđa chẳng hạn, là không thể. Xin lỗi, là không làm. Thành ra những gì mà Chúa muốn tôi và anh em dâng hiến đó, dù nó quý đến đâu đó, thì đều nằm trong cái khả năng của chúng ta. Cái điều mà Chúa muốn đó, dù là một đứa con trai duy nhất của Abraham, giống như trong Sáng Thế Ký 22 đã nói, hay là cái số tiền ít ỏi của người Macedon ở trong cái thời loạn lạc khó nghèo như trong Cô-rinh-tô nhì chương 8 từ câu 1 đến câu 5, thì đều là những gì mà tôi và anh em có thể làm được. Cái vấn đề còn lại là mình có muốn dâng hay không, cái vấn đề còn lại là mình có muốn hiến hay không, chứ không phải là mình có thể hay không. Chúa không bao giờ đòi hỏi tôi và anh chị em dâng những cái gì mà mình không có. Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta làm những cái việc mà chúng ta không thể. Cho nên khi mà anh em đọc Kinh Thánh á, những cái gì mà Chúa bảo là hãy làm hay là đừng á, thì điều đó có nghĩa gì? Tôi và anh em có thể làm. Đừng đi, không thể đâu Chúa, không. Sao không thể được? Chúa bảo là hãy làm như vậy thì điều đó có nghĩa gì? Tôi và anh em có thể làm. Nhiều người nói gì? Con là con nói thiệt một xíu, con không tha được. Sao ra không tha được? Chú bảo là hãy tha thứ. Rồi nhiều người, Chú nói là Chú làm cho người nam và người nữ cả hai đã nên một thịt. Này, con với chồng con không hiệp, không hợp. Ôi sao là không hợp được? Thì Chú đã bảo là đem cả hai lại hợp là mấy? Nó một. Mà mình cứ nói không, không được. Chú nói ô hai. Trứng mà đầu không hương vịt.
Cho nên khi mà anh chị em đọc Kinh Thánh mà anh chị em thấy là Chúa bảo làm điều này làm điều kia, có thể anh chị em không hiểu là bằng cách nào mình có thể làm chuyện đó được. Nhưng hãy cầu nguyện với Chúa: thưa Chúa, con không hiểu bằng cách nào con có thể làm được chuyện này, nhưng mà vì Chúa phán bảo con chọn làm theo lời Chúa, xin Chúa giúp con có thể làm được điều này. Thì dù đó là tha thứ, dù đó là hiệp một, dù đó là nhân danh Chúa Giêsu đặt tay trên người bệnh, hay là nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ, hay làm bất cứ việc gì, anh chị em đều có thể làm được. Chúa không có đòi hỏi tôi và anh em làm cái việc gì mà mình không thể đâu. Như vậy thì cái điều mà chúng ta cần phải hỏi chính mình không phải là tôi có gì để dâng cho Chúa hay không. Cái điều tôi và anh em cần hỏi chính mình không phải là tôi có gì để thờ phượng Chúa hay không, mà là tôi có muốn dâng những gì quý nhất của tôi cho Chúa hay không. Nếu mà anh em muốn dâng thì anh em có thể dâng, anh em có khả năng để làm cái chuyện đó nữa. Cho nên cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải học biết là bất kể lúc nào đó cũng là cái cơ hội cuối cùng để mình dâng. Và chúng ta để ý trong cái câu chuyện này, đây là cái thời điểm duy nhất. Khi mà đổ cái bình dầu quý lên đầu Chúa đó, thì chắc chắn Mary không hề biết được rằng đây là cái cơ hội cuối cùng mà cô có được để phục vụ Chúa. Đúng không anh chị em? Cô cung hiến là vì quý Chúa, vì mến Chúa, vì quý, vì tôn trọng Chúa, chứ làm sao cô biết được rằng là cô đang xích xác Chúa trước khi chôn. Amen. Và chắc là những người khác trong phòng cũng vậy thôi, không ai biết đó là cái đêm cuối cùng của Chúa. Nếu mà mọi người ở đó biết rằng cái hôm đó là cái buổi tối hạnh phúc cuối cùng của Chúa Giêsu ở trên đất, ngày mai Chúa sẽ vào Jerusalem rồi 6 ngày sau đó Chúa sẽ bị treo trên thập giá đó, nếu mà họ biết như Chúa biết thì họ không có chì chiếc Mary cách nặng nề như vậy đâu. Nếu họ biết như Chúa biết thì họ tiếc gì với Chúa một bình dầu, dù là cái bình dầu có giá đến 70-80 triệu đi nữa. Vì cái lẽ tự nhiên anh em biết sao không? Nếu mà mình biết trước rằng đây là cái lần cuối cùng của mình với cái người thân yêu nhất của mình, nếu mình biết trước rằng là cái giờ phút này là cái giờ phút mà lần cuối cùng với cái người mà mình quý mến nhất, thì không có gì mà mình phải tiếc hết. Những gì mà mình tốt nhất đẹp nhất mình có thể làm, mình có thể cho người ấy là chắc chắn là mình sẽ làm, đúng không? Vấn đề là không ai trong chúng ta biết được khi nào là cái cơ hội cuối cùng mà mình có được với cái người thân yêu nhất, khi nào là cái thời điểm cuối cùng mà mình có được với cái người mà mình quý mến nhất. Thành ra anh chị em ơi, khi còn có cơ hội hãy làm đi, hãy cho đi, đừng có tính toán thiệt hơn, đặc biệt là đối với những người thân yêu của anh chị em, đối với cha, đối với mẹ của anh chị em, đối với những người mà anh chị em quý mến. Trong những cái trường hợp như vậy đó, thì người ta nói cái câu này là đồng tiền đi trước là đồng tiền khâu, nó thật sự là đúng đó. Có nghĩa là vì có mình không biết giờ nào là cái giờ cuối cùng của mình đối với người thân của mình. Cho nên khi còn có cơ hội làm cái điều gì cho họ, hãy làm đi anh chị em. Chúa Giêsu bảo gì ở đây? Các ngươi chẳng có ta, chẳng, câu số 7 đó, các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Có nghĩa rằng gì? Cái cơ hội để phục vụ Chúa đối với các môn đồ sẽ không còn nữa. Hôm đó là cơ hội cuối cùng. Dù giúp đỡ người nghèo là cũng là một cái việc quan trọng, nhưng mà nếu không làm hôm đó thì vẫn còn hôm khác để làm. Nhưng mà nếu hôm đó họ không dâng cho Chúa, nếu hôm đó họ không phục vụ Chúa, thì lúc khác họ không thể nào dâng được, họ không thể nào phục vụ hay là thờ phượng được, dù họ có muốn cách mấy đi nữa. Nhiều người trong chúng ta hay hẹn, nhiều khi Chúa thôi thúc mình, Chúa dục dã lòng mình, hãy đáp ứng lại cái lời mời gọi của Chúa. Chúng ta hẹn lần hẹn mai. Đối với các môn đồ, hôm đó là bữa cuối cùng. Biết bao nhiêu lần chúng ta bỏ lỡ những cái cơ hội cuối cùng như thế, để cứu một tội nhân, để thăm viếng một người, để giúp đỡ một người. Chúng ta đã cố tình không vâng theo tiếng phán dục ở trong lòng của mình để đến tận hôm nay, mà nhiều khi mình vẫn còn day dứt, mình vẫn còn chất vấn lương tâm. Giá như hay là phải chi mà hôm đó mình... Không phải là phải chi hôm đó trời mưa, không phải. Vì cái chúng ta cũng như Mary là không biết trước được cái cơ hội cuối cùng để phục vụ Chúa. Không biết khi nào là cái cơ hội cuối cùng để phục vụ Chúa. Nên là khi có dịp tiện, thưa anh chị em, thì hãy dâng hiến. Khi có dịp tiện thì hãy thăm viếng. Khi có dịp tiện hãy phục vụ. Khi có dịp tiện hãy tiếp đãi như thể là cái cơ hội cuối cùng mà mình có được đối với Chúa. Kinh Thánh Hebrew chương 13 câu 2 chẳng đã từng bảo rằng là nhiều người đã từng tiếp đãi thiên sứ vì lòng hiếu khách mà họ không biết đó sao? Cho nên bất cứ khi nào cũng có thể đó là cái cơ hội cuối cùng đối với chúng ta để thờ phượng Chúa hay là để phục vụ Chúa.
Đừng đừng bao giờ nghĩ ôi ngày rộng tháng dài mục sư, không ai biết trước chuyện gì nó sẽ xảy ra. Anh chị em không biết được là cái thời điểm nào là cái thời điểm cuối cùng đối với cái người thân yêu của mình. Cho nên bớt ảo đi, hãy rất thực tế, hãy dâng khi còn có cơ hội, hãy cho khi còn có cơ hội, và hãy phục vụ Chúa khi còn có cơ hội. Hãy phục vụ Chúa khi còn có cơ hội. Cái điều thứ hai mà chúng ta học được ở trong cái câu chuyện ngắn ngủi này là Chúa luôn đánh giá cao những người còn biết tận dụng cái cơ hội cuối cùng để phục vụ Chúa. Chúa luôn đánh giá cao những người còn biết tận dụng cái cơ hội cuối cùng để phục vụ Chúa. Đối với con người đó anh chị em, thì cái hành động của Mary là đáng trách, nhưng mà đối với Chúa đó thì đó là hành động đáng khen. Đáng khen vì Mary đã làm một việc tốt cho Chúa. Cái hành động dâng hiến của Mary nó thật sự có ý nghĩa đối với Chúa, nhưng mà trong mắt con người đó anh chị em, đó có thể là một hành động vô nghĩa. Đó là một cái hành động có thể gọi là phung phí. Phung phí hay lãng phí trong mắt của người xem, của người chứng kiến thôi. Chứ đối với người thực hiện là không bao giờ phí, không bao giờ là không có gì là phí nha anh chị em. Thường thường đó mình xem một cái chuyện gì đó phung phí là khi mình ở cái vai trò là cái người chứng kiến. Chứ mình không bao giờ xem nó là phung phí khi mà mình là cái người thực hiện. Khi nói về cái gì đó nó xa qua lãng phí đó, thì chúng ta luôn nói về cái người khác, về những người giàu hơn mình, rộng rãi hơn mình. Nhưng mà anh em biết này, tình yêu đích thực đó, nó không có giải thích được. Cái tình yêu đích thực đó, nó không có thể cân đong đo đếm được. Nó chỉ có thể quan sát, nó chỉ có thể ngắm nhìn thôi. Cho nên đừng có chỉ trích anh chị em, đừng có lên án những người khác là những người mà họ có cái cách bày tỏ tình yêu đối với Chúa nó khác với mình. Tôi nói lại điều này, cái tình yêu mà thật á, tình yêu đích thật nó không có giải thích được. Nó chỉ có thể là mình chỉ có thể ngắm xem, mình chỉ có thể là quan sát thôi, chứ mình không có cân đo đong đếm được. Cho nên đừng có chỉ trích, đừng có phê phán. Nếu có một ai đó họ bày tỏ cái lòng yêu Chúa của họ nó khác với mình, sở dĩ các môn đồ phê phán Mary vì cái cách bày tỏ cái tình yêu của cô đối với Chúa Giêsu nó khác với họ. Có thể đối với cá nhân chúng ta thì cái việc người này người kia dâng cho Chúa chừng đó, hay là cái việc người này người kia làm cho Chúa việc ấy là lãng phí, là phung phí, là không cần thiết đối với chúng ta. Nhưng mà đối với cái người ta đó, đối với cái người dân đó, thì Chúa xứng đáng được như vậy. Cái công việc Chúa xứng đáng được như thế. Người ta dâng cho Chúa, người ta làm công việc Chúa. Chắc ở trong mình đâu mà mình định giá mà mình khen chê. Tôi có một cái sự dạy dỗ của Chúa một lần. Cái lần nọ tôi, vì khi mà hầu việc Chúa Mã Lai đó, thì cái một vụ Việt Nam là chỉ nhóm thờ phượng vào tối Chủ nhật. Còn sáng Chủ nhật thì tôi vẫn đi thờ phượng chung với hội thánh địa phương tại đó. Thì hôm đó là hội thánh địa phương có mời một cái ban nhạc, ban thờ phượng ở đâu đó về, hội thánh rồi đó về. Thì thường thường là chúng tôi đã quen với kiểu thờ phượng là mới bằng đầu vô là mình hát nhanh, là mình gọi là ngợi khen đó. Rồi sau đó mình hát chậm, rồi là mình gọi là nhạc thờ phượng. Nhưng mà cái hôm đó cái ban đó ở đâu đó tới đó, thì nó mới bắt đầu vô là vừa vô là nó không có hát mà cái những cái bài hát nhanh mà sôi nổi. Vô bắt đầu nó hát, tức là nhạc thờ phượng mà gọi là đi vào trong thánh linh luôn. Tôi đứng như này, tôi nói biết mấy cái đứa này ở đâu mà sao nó bắt vô mà hát vậy đâu, người ta ngủ sao cứ nhạc tỉa tỉa rung vậy, cái hát mà kiểu tôi cứ đứng đó tôi làm thiệt, mấy cái đứa này mới vô là mình phải hát sao. Anh chị em biết không, tự nhiên tôi nghe cái điều Chúa phán, ủa chúng thờ phượng ta chứ thờ phượng ngươi đâu mà cứ lầm bầm phán xét mãi vậy. Nhiều khi tôi và anh chị em quên mất đi rằng là người ta đang làm cho Chúa mà chứ phải làm cho mình đâu. Người ta dâng cho Chúa chứ có phải dâng cho mình đâu, mà mình cứ bình phẩm rồi cân đo rồi xét đá lộn xăng. Tôi và anh chị em ngẫm lại xem,
biết bao nhiêu lần mình rất là dè sẻn trong cái việc decor, trong cái việc trang trí hay là mua sắm các cái phương tiện, cái nhà cụ chúc tụng tôn vinh Chúa, nhưng mình lại rất là hào phóng các cái bữa tiệc thông công sau những kỳ lễ. Đúng chạm ha. Trang trí đồ này kia khác nọ là mình ơi, không việc làm chi mà quá chừng vậy. Nhưng mà cái chuyện mà mình mà nấu nướng làm sao mà nhóm xong rồi ăn á, mình không nói tiếng nào. Nhiều hội thánh á, họ tới cái kiểu này nè anh xem. Nhiều hội thánh họ cho là phung phí nếu mà dùng hoa tươi chân đi cái bằng lễ hàng tuần. Thành ra họ chọn đồ giả. Họ chơi bông giả, đồ nhựa. Dâng cho Chúa toàn thứ đó không. Tôi và anh xem có cái môn đồ, có phải là những môn đồ có đầu óc thực tế như Judas Iscariot? Hay là đối với chúng ta là Chúa Giêsu không có thực sự xứng đáng để mình dâng hiến hoàn một cái số tiền lớn, dâng cái số tiền gần bằng một năm lương Marie đó anh em ơi. Những cái nhà cụ, những âm thanh áo lễ hoặc những cái vật dụng mà trang trí trong hội thánh là do cái ngân quỹ chung của hội thánh mua, hay là bỏ ra mua, hay là do những cái cá nhân trong hội thánh dâng hiến. Tôi giả định ha, nếu mà có ai trong hội thánh anh chị em dâng hiến một cái khoản là từ 1,000 đến 5,000 đô Mỹ, tức là từ 20 đến 100 triệu để mua sắm hay là chi dùng một cái điều gì đó, thí dụ như mình trang trí một cái sân khấu lộ thiên để truyền giảng chẳng hạn, trong một lần duy nhất thôi, bỏ ra 20 đến 100 triệu vậy đó, khi mà anh chị em biết chuyện á thì anh em có quả trách cái người đó giống như Judas Iscariot đã làm với Maria không? Nếu cái người đó đó, cái người mà dâng hai chục triệu hay cả 100 triệu mà để trang trí một cái sân khấu lộ thiên mà chỉ làm có một lần một để truyền giảng, nếu cái người đó là con của anh chị em, nếu người đó là chồng của anh chị em, là vợ của anh chị em, là và cái số tiền đó là tất cả những gì mà anh chị em dành dụm gửi trong ngân hàng, đó là cái số vốn mà anh em dành dụm được, thì anh chị em sẽ phản ứng như nào? Dù là so sánh nó có vẻ khập khiễng trong cái hoàn cảnh còn thiếu trước hụt sau của chúng ta dân sự Chúa như hiện nay, nhưng mà dễ lắm những cái lời mà Mary đã nghe khi xưa đó cũng sẽ xuất hiện giữa vòng chúng ta hôm nay, đúng không? Nhiều khi mình tưởng mình yêu quý Chúa lắm, nhưng cái chuyện mà mình yêu quý Chúa cả nào thì mình không nói đi, nhưng rồi khi mà mình thấy người ta dâng cho Chúa kiểu đó, dù là họ dâng cho Chúa tiền bạc, dù là họ dâng cho Chúa thời giờ sức lực, có những người họ tốt nghiệp đại học, tức là họ có bằng cấp, tức là họ có cái khả năng kiếm tiền cao đó, mà rồi họ không quyết, họ quyết định họ dâng cả cái cuộc đời còn lại của họ để phục vụ Chúa, hầu vì Chúa trọn thời gian, thì nhiều người sẽ nói gì? Tôi sẽ tự nhiên học hành cho đã rồi ra không chịu đi làm, rồi cứ sống qua ngày kiểu vậy. Liệu tôi và anh em sẽ có cái lời nào đối với những cái trường hợp mà người ta, không phải mình nha, mà người khác họ dâng hiến cho Chúa, người khác họ bày tỏ cái tình yêu với Chúa, thì tôi và anh chị em phản ứng như nào? Tôi nhớ Giáng sinh năm 2000 đó, vợ chồng tôi được Chúa dẫn dắt chuẩn bị 10.000 cái món quà, 10.000 anh chị em món quà. Thật ra đó là những cái chứng đạo đơn mà Chúa bảo tôi viết một cái chứng đạo đơn, rồi được gói lại như những cái phần quà thôi. Thì tổng số tiền cho cái việc đó là từ in ấn giấy gói các kiểu đó là khoảng 8 triệu. 8 triệu năm 2000 nha. Vào cái thời điểm đó là cái số tiền đó có nghĩa là không có lớn đối với người khác đâu. Nhưng mà đối với chúng tôi đó, quản nhiệm một cái hội thánh vừa mới thành lập được 4 tháng với 13 người cả lớn lẫn nhỏ đó, vào cái thời điểm mà cái phụ cấp hàng tháng nó tầm chừng 300 ngàn đó, thì 8 triệu là nó vô cùng to lớn anh chị em. Và tôi được Chúa hướng dẫn cho các cái tổ chức và các bạn thanh niên đi từng đôi và phân phát cái số quà đó vào tối 24 tháng 12. Thì những cái người lãnh đạo trực tiếp của tôi lúc bây giờ đó, họ không đồng ý lắm với những gì mà chúng tôi đang làm. Vì họ cho rằng là nếu mà chỉ đi phân phát như vậy không á, mà không có ai tin nhận Chúa đó, không có hướng dẫn người ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa, thì nó phí vô bổ. Nhưng mà anh em biết là tôi được Chúa xác nhận bằng cái lời của Chúa đó, trong Giăng chương 4 và 37, 38 là người này thì gieo mà người kia thì gặt.
ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không gieo. Và rồi Chúa phán với lòng tôi rằng là ngươi phải gieo thì mới có gặt, dù là gặt ở cái nơi mà ngươi không gieo. Mà thật anh em biết không, cái lời đó vào năm sau đó, tức là năm 2001 á, hàng trăm người được cứu vào trong hội thánh của chúng tôi. Và rạng sáng cái ngày 25 tháng 12 đó, năm đó, tức là tối 24 đi phát rồi, rồi khuya gần sáng đó, cái khi tôi đem cái ly trà đường cho cái hai đứa thanh niên cuối cùng đi phát quà về, thì lời của Chúa ở trong Giăng 17 câu 4 đến với tôi là: con đã tôn vinh Cha trên đất, đã làm xong công việc Cha giao con làm. Một cái cảm giác nó sung sướng tuyệt trần, anh chị em, nó xâm chiếm lấy tôi, không có thể nào diễn tả được. Mọi cái mệt nhọc vất vả đều biến mất hoàn toàn. Cái công khó của chúng tôi được chấp thuận, không còn cái hạnh phúc nào hơn. Nhiều người trong chúng ta không có dám sống thật lòng mình với Chúa, vì mình vẫn sợ người khác đánh giá. Nhiều khi tôi và anh em biết là cái việc mình cần phải làm cho Chúa. Nhiều khi tôi và anh em được Chúa thúc giục trong lòng mình là hãy làm điều này, hãy dâng điều này, dù đó là tiền của, thời giờ, sức lực hay là tài trí, nhưng mà mình không dám sống thật, vì mình sợ người khác đánh giá. Người sợ người khác đánh giá mình là làm màu, mình sợ người khác đánh giá mình là làm nổi, hoặc là mình muốn chạy theo số đông, lấy lòng con người. Nhưng mà anh em biết là dù con người có đánh giá thế nào đi nữa, thì Marie cũng đã làm được cái việc mà cô có thể làm. Và Chúa Giêsu xác nhận rằng là gì? Đó là một cái việc tốt cho Chúa. Thật, ý tưởng của Chúa cao hơn ý tưởng con người. Nó khác như là, khác là không khác gì là trời cao hơn đất, giống như Esai chương 55 câu 9 đã nói. Cho nên đừng có đánh giá cái lễ vật của chúng ta theo cái thang giá trị của con người hả anh chị em, mà hãy dành cho Chúa những gì quý nhất. Hãy làm cho Chúa những gì tốt nhất mà anh chị em có thể khi có cơ hội. Cái hành động dâng hiến của Maria không chỉ được Chúa đánh giá cao ngay lúc đó, mà còn được hậu thế lưu danh nữa anh chị em. Cái việc làm của Maria là không chỉ được lưu danh tại Palestine, mà còn khắp mọi nơi trên thế giới. Nói cách khác là gì? Cái việc làm của Maria là không chỉ được Chúa Giêsu khen ngợi vào cái thời điểm đó mà thôi, nhưng mà Chúa nói ở trong câu 26 thì trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cái việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Cái việc mà chúng ta làm cho Chúa, những gì mà chúng ta dâng cho Chúa đó, dù nhỏ hay lớn, là đều được người đời khen hay chê. Dù nhỏ hay lớn, dù được người đời khen hay chê, thì nó vẫn luôn có cái ảnh hưởng lâu dài trên khắp cộng đồng dân Chúa. Tôi nói lại là cái việc làm của chúng ta cho Chúa đó, những gì mà tôi và anh em dâng cho Chúa đó, dù nhỏ hay lớn, dù được người ta khen hay là chê, nó vẫn luôn có những ảnh hưởng lâu dài trên cái cộng đồng dân Chúa. Ngày hôm nay đó, mà khi nhìn lại những cái đứa trẻ mà Chúa cho vợ chồng chúng tôi có cơ hội nuôi dưỡng chăm sóc từ năm 99 á, mấy chục năm về trước rồi. Bây giờ nhìn lại, rồi nhìn vào những đứa học trò mà Chúa cho vợ chồng tôi gây dựng, thì tôi càng thấm thía cái lẽ thật này. Cái lẽ thật là cái việc gì mà mình làm cho Chúa, những gì mà mình dâng cho Chúa đó, thì nó luôn có cái ảnh hưởng lâu dài ở trên con người ta. Nhớ cái lần đó là chính quyền họ mời, nó mời cho nhẹ thôi. Chính quyền họ mời vợ chồng chúng tôi ra phường làm việc vì cái tội là chứa chấp nhiều trẻ em mồ côi cơ nhở trong nhà. Tôi ở ngoài phường tôi có nói với mấy anh công an đó rằng tôi vốn là trẻ mồ côi, sống nhờ thiên hạ, nhưng giờ tôi thấy tụi nhỏ là tôi thương. Tôi không chắc là cái tụi nó lớn lên là có thành ông nọ bà kia hay không, nhưng mà có một điều tôi chắc chắn với mấy ông á, là những cái đứa trẻ mà tụi tôi chăm vợ nè, nó sẽ không trở thành những cái tên tội phạm của cái xứ sở này. Nói vậy mà mấy ông cảm động cho về đó. Anh ơi, nhiều người trên thế giới ngày hôm nay họ muốn trở nên nổi tiếng là đã tìm bằng cách gì? Tạo scandal hay là với những cái người nổi tiếng, hoặc là gài bẫy tình, hoặc là ám sát, dù không tống tiền gì. Marie không đổ bình dầu ở trên đầu Chúa Giêsu để được trở nên nổi tiếng hay là để chứng tỏ bằng cấp đẳng cấp. Thật ra là cô cũng không có nghĩ rằng là cái việc làm của mình nó sẽ được hậu thế lưu danh đâu. Cô đơn giản chỉ muốn làm một cái điều gì đó cho chính Chúa, là cái người mà cô quý mến thôi. Thế nhưng mà những gì cô làm là được Chúa tưởng thưởng một cách xứng đáng. Tôi và anh chị em sẽ không thể nào hiểu hết được cái hiệu quả lớn lao của những cái việc làm của mình cho Chúa. Có thể nói là cái việc dâng cái bình dầu quý này là cái điều duy nhất mà Marie
đã làm được cho Chúa. Thế nhưng mà cô lại trở nên cái người được nhớ đến khắp thế giới, giống như Phaolô đã nói trong Côrintô thứ nhất chương 15 câu 58 rằng: công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Lần đó tôi ai tắt giùm cái máy lạnh giùm tôi. Cái lần đó tôi đi cùng với một cái cô khi tôi còn hầu việc Chúa ở bên Mã Lai. Thì và cái máy lạnh nó xỉa ngay vô người. Dạ. Cái lần đó tôi đi, tôi chở vào một đầy tớ Chúa, một mục sư người New Zealand, và cái cô đó người Mã nhưng mà gốc Hoa. Khi mà cô thì cô có 10 năm làm công việc giữa người Việt Nam ở bên đó, và cái ông mục sư đó ông hỏi cô là cái cô đó tên là Đô Ca. Thưa bà, 10 năm bà làm công việc Chúa với người Việt Nam nhưng bà không có biết tiếng Việt. Mà theo như chúng tôi biết thì các em bên Mã Lai về Việt Nam nó không phải là nó đứng vững số đông. Thì trong suốt 10 năm mà làm công việc như vậy đó, chăm sóc, gây dựng này kia các nọ, có khi nào bà nản lòng không? Và đâu là cái động lực để bà có thể tiếp tục làm cái công việc mà Chúa kêu gọi bà như vậy? Thì bà nói như này: ô ông ơi, cái này giống như là gieo hạt, giống như là ôm cây thôi. Tôi không có trông mong gì, 10 năm đó thì chắc đâu chừng 5-7 ngàn đứa gì đó. Thật anh chị em, đối với chúng tôi là tính số ngàn đó. Tôi chỉ mong, tôi thì tôi không biết ai đứng ai ngã, nhưng mà tôi chỉ trông đợi là trong cái số mà những người Việt Nam, những cái đứa thanh đứa trẻ Việt Nam, tức là những người trai trẻ Việt Nam mà tôi chăm sóc, tức là cô ấy nói trong 10 năm thì tôi chỉ mong có một người là trở thành là Huston Taylor, tức là cái vị giáo sĩ mà truyền giáo ở bên Trung Hoa lục địa. Tôi và anh chị em không biết là những cái đứa trẻ trong đời xích này sau này nó sẽ làm cái gì, làm sao biết được, không ai trong chúng ta biết được. Nhưng mà có một điều chắc chắn là những cái hạt giống mà chúng ta gieo bởi ơn của Chúa, những cái sự hiến dâng hiến của chúng ta về thời giờ, về sức lực, về cái lời cầu thai, chắc chắn nó sẽ để lại cái ảnh hưởng lâu dài, không phải trên đời sống của những đứa trẻ này thôi đâu, mà trên cả một cái cộng đồng mà từ chúng nó đi ra. Công khó của anh em trong Chúa không bao giờ là vô ích. Tôi nhìn thấy những đứa trẻ mà vợ chồng chúng tôi chăm sóc, bây giờ nó đứng lên, nó hầu việc Chúa, rồi nó có gia đình hạnh phúc. Tôi nhìn thấy những đứa học trò bên Mã Lai trở về, những đứa mà nó gọi là phá làng, phá xóm, ngày nó đi là cả xóm tổ chức liên hoan. Không phải là tiễn nó đi đâu, mà mừng. Mà ngày nó về cả làng sợ hết. Nhưng mà sau đó phát hiện là nó thay đổi quá nhiều. Và chính cái sự thay đổi đó mà người ta đến với Chúa. Anh chị em ơi, Marie đã làm được cái việc mà cô ấy có thể làm. Marie đã tận dụng được cái cơ hội cuối cùng để phục vụ Chúa. Và cô đã làm được một việc tốt cho Chúa. Còn tôi và anh chị em thì sao? Có cái cơ hội phục vụ nào mà anh chị em đang trì hoãn thưa vâng với Chúa không? Có cái cơ hội dâng hiến nào mà anh chị em còn cân nhắc thiệt hơn không? Hãy dâng hiến, hãy thưa vâng, hãy dâng hiến cho Chúa, hãy thưa vâng với Chúa, hãy đáp ứng lại cái lời mời gọi của Chúa, vì có thể đó là cái cơ hội cuối cùng mà Chúa dành cho anh chị em. Chúng ta đồng đứng lên trong thời gian này. Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa. Có thể đăng khi tôi chia sẻ điều này, Chúa nhắc lại cho ai đó trong anh chị em một cái điều gì đó mà Chúa muốn anh chị em làm, nhưng anh em vẫn còn trì hoãn cho đến hôm nay. Có thể ai đó trong anh chị em đã được Chúa kêu gọi bước vào chức vụ, nhưng mà anh em đưa ra lý do này, lý do kia để từ chối. Anh chị em ơi, có thể đó là cơ hội cuối cùng mà Chúa dành cho anh chị em để phụng sự Ngài.
Nếu Chúa nhắc nhở anh chị em một cái điều gì đó mà mình vẫn còn trì hoãn, hãy nói với Chúa rất thật: xin tha thứ cho con, và xin giúp con hoàn thành cái sự kêu gọi của Ngài. Anh em ơi, bất cứ lúc nào cũng có thể là cơ hội cuối cùng để chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta dâng hiến cho Chúa. Và Chúa trân quý mỗi con người biết tận dụng cơ hội cuối cùng để sống cho Chúa, để làm vinh danh Chúa. Có thể Chúa không kêu gọi anh chị em trở thành một mục sư hay là một người hầu việc Chúa trọn thời gian. Marie không trở thành một sứ đồ. Marie chỉ là một người bình thường theo Chúa. Nhưng mà cô đã làm được cái việc cô có thể làm. Đó là một việc tốt cho Chúa. Bao nhiêu người trong anh chị em khao khát được làm được cho Chúa một cái việc tốt, một cái việc mà mình có thể làm. Có thể điều anh chị em làm khiến người thân của anh chị em không hiểu, khiến người thân của anh chị em chê trách. Nhưng điều quan trọng, thưa anh chị em, đó là Chúa đẹp lòng, là Chúa ghi nhận. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài vì lời của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa vì sự nhắc nhở này. Xin đem chúng con đối diện với sự thật, để đăng khi sống trong cái thời đại mà người ta chuộng hình thức, chuộng vẻ bề ngoài này, xin Chúa cho chúng con có cái cơ hội nhìn ngắm lại cái sự thờ phượng của chúng con. Đó có phải là sự thờ phượng thật? Chúa có thật sự đáng quý trong đời sống của chúng con không? Xin cho chúng con nhìn thấy cái điều đó trong cái thời giờ chúng con đi nhóm lại, trong cái cách mà chúng con sử dụng thời giờ mỗi ngày, trong cái cách mà chúng con xem, trong cái cách mà chúng con nghe, trong cách chúng con hành xử. Lạy Chúa, xin chỉ cho mỗi một người trong chúng con thấy chúng con đang đầu tư vào điều gì, mà chúng con thật sự trân quý Chúa của chúng con đến mức độ nào. Xin làm ơn Chúa giấu để mỗi một người trong chúng con thật sự mạnh dạn bày tỏ cái tình yêu của chúng con đối với Chúa, không có theo cái quan điểm hay là không theo nhận định của người khác, mà bằng là theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài. Xin cho chúng con thật sự làm được một việc tốt, việc mà chúng con có thể làm cho Chúa, để mùi thơm về cái sự nhận biết Chúa có thể tỏa lan khắp mọi nơi. Chúng con biết ơn Ngài. Xin Chúa ở cùng với hết thảy anh chị em con, giúp anh chị em con mỗi một ngày sống thật giữa cuộc đời đầy giả trá này. Ngõ hầu qua chúng con, người ta có thể nhìn thấy Chúa, nhận biết tình yêu của Ngài, và người ta có thể chạy đến với Chúa để đón nhận tình yêu của Chúa và trở thành con cái môn đệ của Ngài. Chúng con biết ơn Cha. Chúa đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Xin mời anh chị em chúng ta đồng ngồi.